Cuối cùng, chúng mình cũng bước vào độ tuổi mà chúng mình đã từng rất ao ước được chạm tới. Nhưng mà những gì đang xảy ra có giống như những gì mà chúng mình đã từng ao ước không? Cánh hoa anh vụt mất vào ngày hè tháng năm, từng phai tàn trong nắng, nơi thơm hồng dưới trăng. Khi cánh hoa bé nhỏ đã tìm được cánh tay để dịu dàng đã vụt mất vào ngày hè tháng năm, từng phai tàn trong nắng, nơi thơm hồng dưới trăng. Khi cành hoa bé nhỏ, cành hoa anh vụt mất vào ngày hè tháng năm. Ủa mày ngẫm rồi bà? Ngẫm đâu mà nọ, nó nhắn tin kêu tôi bà ngẫm nè, tôi cầm bông qua nè. Mày ngẫm chứ cái hình mày thù lù đấy, tự nhiên mày nói tao ngẫm. Thì tôi mới thắc mắc, tự nhiên tôi ngẫm mà bà ngẫm mà qua thấy hình tôi như thế. Là tôi bà ai ngẫm? Ai ngẫm? Đây hình như hai tụi bay đều ngẫm á. Nếu mà hai tụi tôi ngẫm là ông không có thấy hai tụi tôi được. Sao thấy tụi tao hả? Chứ không lẽ tôi ngẫm? Là có. Ê ai ngẫm? Không ngẫm. Ông ngẫm hả? Đâu có. Là ai ngẫm? Mày ngẫm hay? Rồi ra đi. Bây giờ mình đi ra Yahi Studio để mình bàn coi là ai ngẫm nha.